Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiết kế thi công nhà đẹp. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ bên cạnh những người thân yêu và cùng xem các mẫu thiết kế nhà đẹp của chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị các mẫu thiết kế nhà cấp 4 theo các kiểu mái khác nhau như mái Thái, mái Nhật, mái bằng và mái tôn. Nào, hãy cùng theo dõi nhé! Đầu tiên là mẫu thiết kế mang mã số 4118. Từ phối cảnh này, bạn sẽ có cái nhìn chi tiết về từng góc cạnh của căn nhà. Sự góc mặt thêm của ánh đèn điện vàng và màu sơn vàng trắng tạo nên vẻ ấm cúng yên bình, đúng bản chất của những căn nhà cấp 4 tại nông thôn. Phía trước nhà chúng tôi có để thêm một giàn hoa và một bàn trà, vừa để tăng thêm tính thẩm mỹ vừa tạo bóng râm cho phần mặt tiền. Đây là phối cảnh từ trên cao nhìn xuống. Với góc nhìn này, các bạn sẽ dễ dàng hình dung ra được tổng thể kiến trúc của căn nhà hơn. Cổng nhà rộng với nhiều không gian kết nối mà vẫn đảm bảo được an ninh, cổng thiết kế với tường rào cao, chắc chắn và màu sắc đồng bộ với khu nhà chính. Bước chân vào cổng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một không gian sân vườn tươi mát, tràn đầy sức sống. Tiếp theo là mẫu nhà mang mã số 4124 qua trao đổi với gia chủ. Các kiến trúc sư của nhà đẹp đã chú trọng khá nhiều trong thiết kế mặt tiền để thể hiện sự sang trọng với các chi tiết như ốp gạch màu gỗ trên mặt tường, gạch nhám khung cửa sổ, đá ốp trang trí cao cấp từ phần chân trụ, bậc tam cấp của phần sảnh chính. Hệ cửa sổ nhỏ xinh phân bố đều từ phòng ngoài tới phòng trong, cửa sổ thiết kế là kính cường được khung gỗ với độ đón ánh sáng lớn được bố trí một cách cố ý. Hệ mái Thái nhỏ được đặt ở những khe sáng tầng gác lửng, vừa đón ánh sáng tự nhiên cho phòng, vừa nhấn nhá vào thẩm mỹ của căn nhà. Mẫu thiết kế tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu chính là thiết kế nhà mái Thái tại Thanh Hóa mang mã số 4126. Thiết kế cửa với màu gỗ ấm áp, màu sơn vàng chủ đạo khiến con người như đang ở nhà thực sự. Đôi trụ cột trước nhà chắc chắn thẳng xuống bậc tam cấp cao giáo, tạo cảm giác vững chãi, bề thế cho toàn bộ căn nhà này. Mặt tiền căn nhà được bố trí phần tiểu cảnh, vừa là chi tiết trang trí cho căn nhà, vừa là không gian xanh lọc không khí, trong sạch thêm môi trường sống. Hệ mái Thái đỏ cùng màu ấm với màu sơn tường vàng tạo lên tổ hợp hài hòa, tương đồng với màu sắc. Kiểu mái dốc nước, nhanh khô ráo nên mẫu nhà này tại Thanh Hóa là cần thiết và tối ưu được nhu cầu sử dụng của gia chủ. Cuối cùng trong mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái Thái là mã số 4127, với những yêu cầu từ gia chủ là theo phong cách truyền thống, mang tính cổ điển, đơn giản và không rườm rà. Các kiến trúc sư của nhà đẹp đã thiết kế các đường gân chạy theo dọc tường đơn giản tới mức tối đa. Bậc tam cấp làm cao giáo khiến căn nhà mang vẻ đẹp truyền thống, kết hợp với cột trụ chống đỡ giúp căn nhà thêm kiên cố, vững chãi hơn. Màu sơn trắng được sử dụng cho căn nhà là màu sắc đặc trưng của những mẫu nhà cấp 4 đẹp cổ điển, tạo cảm giác tinh tế, thuần khiết. Thêm vào đó, các kiến trúc sư nhà đẹp đã mở thêm sảnh phụ bên trái nhà. Thứ nhất là thuận tiện đi lại trong căn nhà, thứ hai là điều hòa không khí, hài hòa không gian nhà ở. Tiếp theo, mời các bạn chiêm ngưỡng mẫu nhà cấp 4 mái bằng. Mẫu nhà cấp 4 mái bằng đầu tiên giới thiệu bạn là nhà cấp 4 kiểu Nhật đơn giản tiện nghi mang mã số 4112. Mẫu nhà của gia chủ tại Hải Dương là một trong những mẫu nhà cấp 4 điển hình với kiến trúc thẩm mỹ hài hòa. Gia chủ quyết định chỉ xây nhà với tổng diện tích 140m², phần đất còn lại sử dụng làm sân chơi và sân vườn kiểu Nhật. Mặt tiền nhà này sử dụng các khối hình sắp xếp đơn giản với phong cách tự do, phóng khoáng. Màu sơn trắng trang nhã làm chủ đạo, kết hợp với màu gỗ sáng đầy sang trọng, mới lạ. Màu sắc này đem đến cảm giác gọn gàng và ngăn nắp. Hàng rào, gara để xe đồng nhất thiết kế công trình. Ở sân sau chúng tôi thiết kế một khu vườn nhỏ nhắn, khoa học để bố trí bàn trà kết hợp khu đọc sách. Mẫu nhà cấp 4 mái bằng thứ hai là mẫu nhà rộng 100m² tại Nam Định mã số 4120. Mẫu nhà mái bằng 3 phòng ngủ diện tích 100m² có mặt tiền được thiết kế khá đơn giản. Màu vàng chủ đạo kết hợp với trắng tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, gần gũi. Loại gạch đá giả cổ sử dụng giảm bớt sự nặng nề của khối bê tông, giúp nhà thêm sang trọng. Hệ thống sân vườn có không gian xanh, giúp các thành viên có cuộc sống thư thái, giải tỏa căng thẳng và không khí thông thoáng. Mẫu nhà cấp 4 mái bằng số 3 đẹp hiện đại được giới thiệu tiếp theo tại Vĩnh Phúc là 4123. Mặt tiền với những khối vuông, gờ tường đơn giản, mẫu nhà cấp 4 mái bằng này được bố trí 4 phòng ngủ. Sử dụng màu sắc đan xen ghi, nâu, gạch kẻ ngang với kích thước vừa phải. Bởi chị Khang, chủ nhà muốn thiết kế đơn giản không cần nổi bật mà chi phí phải chăng. Thiết kế mái bằng rất mát. Phần sảnh chính các kiến trúc sư nhà đẹp cố ý thiết kế có khối bao quanh, bậc tam cấp dẫn lên cửa chính. Cửa chính sử dụng chất liệu gỗ kiên cố, chắc chắn, bề thế, thách thức thời gian và thời tiết. Cửa sổ được mở từ phòng thờ là không gian tâm linh nhất trong nhà. Trụ, cột được sử dụng như là ranh giới tự nhiên tách biệt các phần của căn nhà cấp 4 mái bằng hiện đại. Đây vừa là kiểu bán tường phẳng, che một phần không gian nhưng vẫn không mất đi ánh sáng tự nhiên. Mẫu tiếp theo là mẫu nhà cấp 4 mái bằng 3 phòng ngủ 7m x 15m 4188, nằm giữa vùng không gian thoáng đãng, không gian kết hợp hài hòa giữa những vật liệu và phong cách nhà mái bằng. Gam màu trắng kết hợp với những màu tương phản như đen, nâu của hệ cửa làm tăng cường không gian độc đáo, hiện đại, thanh lịch cho ngôi nhà. Không gian hài hòa giữa con người và thiên nhiên đã biến ngôi nhà cấp 4 trở thành nơi tất cả các gia đình muốn trở về.
Màng tường được chát phẳng cùng chi tiết ốp gạch thẻ trang trí không gian ngoại thất khác biệt, mới mẻ. Hệ thống kính cường lực cao cấp sinh pha có độ bền lớn. Cùng hệ cửa gỗ pano của những ô kính màu nâu tạo nên vẻ đẹp truyền thống cổ xưa cùng sự cách tân hiện đại thật tuyệt đẹp phải không các bạn? Hàng rào bao quanh của ngôi nhà màu trắng tạo ấn tượng chắc khỏe, khỏe khoắn. Mời các bạn chiêm ngưỡng mẫu số 1. Đó là mẫu nhà cấp 4 mái tôn 4m x 12m có gác lửng với chi phí xây dựng 300 triệu có mã số 459. Nhà cấp 4 mái tôn 4m x 12m phối cảnh trắng tinh khiết giữa không gian nhà ở. Màu trắng chủ đạo thiết kế tạo cảm giác nhẹ nhàng, đơn giản. Hệ thống cửa ra vào sử dụng chất liệu gỗ đơn giản. Cửa sổ sử dụng chất liệu nhôm kính sinh pha tạo cảm giác đa chiều. Mẫu nhà cấp 4 hiện đại mái tôn gác lửng tại Hoài Đức khá được phổ biến. Kết cấu đơn giản cùng công năng tiết kiệm chi phí chỉ 250 triệu đến 300 triệu. Chi phí cực rẻ so với công năng mặt bằng nhà ở. Tiếp theo, mời bạn tham khảo tiếp mẫu số 2. Mẫu này là mẫu nhà cấp 4, kích thước 5m x 20m giá rẻ tại Thái Bình có mã số 485. Mẫu nhà cấp 4 này được thiết kế để lợp tôn hoặc lợp mái bằng đều được. Đây là phối cảnh chính của mẫu nhà cấp 4, các bạn có thể thấy được thiết kế rất đơn giản không quá cầu kỳ phức tạp nhé. Tông trắng ngoại thất chủ đạo. Vị trí mặt tiền ốp gạch khi sáng vân nhẹ nhàng. Hệ cửa kính và cửa sổ sử dụng nhôm kính cường lực màu đen ấn tượng. Hệ vuông hài hòa của mặt tiền vuông góc, chi phí xây dựng dự kiến chỉ 400 đến 500 triệu mà có đầy đủ các phòng công năng như một phòng khách, 3 phòng ngủ, một vệ sinh, một bếp ăn. Giá rẻ mà có tận 3 phòng ngủ, đáng sống đấy các bạn nhỉ. Mẫu số 3 giới thiệu các bạn chi tiết số nhà cấp 4 mái tôn 3 phòng ngủ một phòng thờ 9m x 13m tại Hải Dương có mã số 4179. Nhà này giá xây dựng rất vừa tầm khoảng 550 triệu thôi. Mẫu nhà này có 3 phòng ngủ một phòng thờ đẹp hiện lên với vẻ đẹp hiên ngang, sừng sững bởi các khối hình vuông vức đăng đối ở không gian ngoại thất. Gam màu trắng tinh tế, kết hợp với màu xám của ốp ngoại thất. Sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu sắc hiện đại. Là một người khá cẩn thận, chỉn chu và kỹ tính nên lựa chọn vật liệu làm cửa. Anh Thương, gia chủ sử dụng cửa kính trong suốt bền, cứng, khung nhôm chắc khỏe. Kết cấu mái của mẫu nhà cấp 4 mái tôn rất đơn giản, thời gian thi công rất ngắn. Hệ mái tôn đặc biệt giúp giải pháp chống nóng, ấm mùa đông mát mùa hè, khá thuận tiện phải không? Kế thừa sự thành công của các mẫu nhà cấp 4 mái Thái, công ty chúng tôi tiếp tục đưa ra thị trường các mẫu thiết kế nhà mái Nhật đẹp, phù hợp với nhu cầu của các gia chủ ưa thích sự sang trọng và thanh thoát. Đầu tiên, mẫu thiết nhà cấp 4 mái Thái đẹp tại Thái Bình mang mã số 4172. Màu sắc chủ đạo sử dụng cho ngoại thất mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái Nhật 11 x 11m là màu trắng kết hợp với màu xanh ghi. Gam màu trung tính này mang vẻ bền đẹp, tinh tế dễ dàng kết hợp với những gam màu khác để tạo ra điểm nhất độc đáo cho không gian mặt tiền của ngôi nhà. Hệ thống cửa sổ sử dụng là hệ cửa kính khung nhôm, cửa chính được dùng là loại cửa gỗ với rất nhiều ô kính. Đây là loại của đặc trưng cho truyền thống của người Việt Nam từ xưa tới nay. Hệ mái sở hữu độ dốc tương đối lớn, giúp dễ dàng thoát nước mưa rất nhanh nên không lo bị nấm mốc. Rêu phong phát triển, giúp tăng tuổi thọ và chất lượng cao cho công trình. Tiếp theo là mẫu thiết kế nhà mái Nhật cấp 4 tại Nam Định mang mã số 4191. Ngôi nhà sử dụng hệ thống cửa bằng kính giúp ngôi nhà thêm phần thoáng đãng, tươi mới, sinh động hơn. Không những vậy, chất liệu kính còn đem lại cái nhìn đa chiều sâu rộng, giúp thu hút ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất. Hệ mái Nhật sử dụng chất liệu ngói cao cấp giúp tản nhiệt tối ưu vào những ngày hè oi ả, ấm áp vào những ngày đông giá lạnh. Không gian thiên nhiên bố trí rất nhiều cây xanh, hoa lá tại các bậc thềm, khoảng vườn nhỏ để mang lại cảm giác thoải mái và vẻ tinh tế. Khi nhìn từ trên cao, vẻ hài hòa giữa kiến trúc với thiên nhiên xung quanh và sự thoáng đãng với hệ thống tiểu cảnh trước sân của ngôi biệt nhà cấp 4 mái Nhật hiện đại hoàn toàn đã chinh phục được gia đình chủ đầu tư. Kế tiếp là mẫu nhà mang mã số 4193, được thiết kế phù hợp với gia đình có khá đông thành viên cùng nhau sinh sống. Bề mặt các bức tường của nhà cấp 4 mái Nhật 12 x 12m đẹp được trang trí bằng các đường kẻ chỉ lõm chạy ngang tạo nên sự khác biệt, điểm nhấn cho sự tinh tế. Phần chân tường của mẫu nhà cấp 4 mái Nhật này cũng được ốp đá cẩn thận, không chỉ có tác dụng trang trí mà nó còn có tác dụng che chở, bảo bọc các màng chân tường khỏi bị bẩn, không mọc rêu, nứt nẻ. Hệ thống mái Nhật với chất liệu ngói cao cấp, ngôi nhà cấp 4 mái Nhật 12 x 12m như trở nên mát mẻ hơn về mùa hè và ấm áp hơn về mùa đông. Hơn thế, mái Nhật được thiết kế với độ dốc vừa phải giúp tăng cường khả năng thoát nước, tạo nên sự vững chắc và khỏe khoắn cho toàn bộ công trình. Với diện tích đất rộng, các kiến trúc sư đã để khoảng sân rộng rãi lát gạch chống trơn tối màu để làm nơi vui chơi, giải trí, tập thể dục thể thao vào những buổi sáng, buổi chiều tà và có thể tận dụng là nơi đỗ cho các phương tiện đi lại của gia chủ. Cuối cùng, chúng tôi muốn gửi đến quý vị mẫu thiết kế nhà cấp 4 tại Hà Nội mang mã số 4197.
nổi bật giữa một vùng thủ đô. Ngôi nhà cấp 4 mái Nhật với kích thước 10x6m được khoác trên mình gam màu trắng sứ chủ đạo, tạo nên một phong thái vô cùng kiêu sa, không kém phần sang trọng. Hệ cửa chính kiên cố của căn nhà được làm từ gỗ lim Nam Phi mang vẻ đẹp chắc khỏe, kiên cố, phù hợp với văn hóa và lối sống của người dân Việt Nam. Cửa chính được thiết kế sở hữu nét truyền thống, tạo sự gần gũi thân thuộc và được xử lý qua các kỹ thuật cao để mang lại khả năng cách âm, chống ồn, chống cong vênh. Chi tiết đặc biệt nhất trong ngôi nhà cấp 4 mái Nhật hiện đại này mà quý vị không thể bỏ qua đó chính là phần mái. Kiến trúc mái Nhật đồ sộ, cao ráo được lợp các lớp ngói sóng xếp đăng đối với nhau, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ vô cùng cao, ấn tượng. Đồng thời, kết cấu mái Nhật sở hữu độ dốc thoải, giật cấp, rất thuận lợi cho việc thoát nước khi trời mưa. Toàn bộ ngôi nhà được bao bọc bằng hệ thống cổng, hàng rào kiên cố nhưng lại vô cùng thông thoáng, không quá ngột ngạt, bí bách. Tận dụng lợi thế là diện tích đất khá rộng, nên kiến trúc sư đã quyết định quy hoạch thêm hệ thống sân vườn rộng rãi thoáng mát, có thể tận dụng làm sân chơi, nơi để xe máy, xe ô tô và trồng một số loại hoa, cây có xanh mát. Trên đây, chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn toàn bộ các mẫu thiết kế nhà cấp 4 theo các dạng mái khác nhau. Quý vị có cảm nhận như thế nào về các mẫu thiết kế trên? Hãy để lại bình luận phía dưới video nhé. Hãy nhấn like và chia sẻ để nhiều người được chiêm ngưỡng các sản phẩm thiết kế của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký và nhấn nút chuông để luôn cập nhật các nội dung mới nhất của thiết kế thi công nhà đẹp nhé. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.